Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó đề xuất điều chỉnh đối tượng là người hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có lương hưu trợ cấp dưới 3 triệu đồng một tháng. Bộ cũng đề xuất bổ sung đối tượng là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Về mức điều chỉnh Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất tăng 12,5 đến 20,8%, lương hưu bình quân dự kiến tăng lên 5,2 đến 6,3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội được thông qua. Dự kiến tổng số tiền chi cho tăng lương 6 tháng cuối năm khoảng 15.000 tỷ đồng.